Đây là một chuyến công tác của Nam thành phố Hồ Chí Minh để Nam khảo sát mở cái chi nhánh Big City Việt Nam tại Hồ Chí Minh. Và hôm nay rất là vui, rất là tình cờ gặp bạn Lê Nguyễn, một kiến trúc sư và một một cái doanh nghiệp về cái xây dựng. Bạn rất cũng có danh tiếng ở đây rồi. Và hôm nay là cái một cái lượng đây là một cái tòa nhà điển hình cho bạn thiết kế decor. Chào tất cả các bạn, Nam đang có mặt tại đường Hoàng Trọng Mậu, khu Him Lam, thuộc khu vực quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Một chuyến đi công tác của Nam đi tìm hiểu về cái thị trường bất động sản cho thuê. Thì hôm nay Nam rất là vui khi được gặp một chuyên gia về kiến trúc sư, một cái chuyên gia về cái ngành xây dựng, để giới thiệu cho anh chị em một cái tòa nhà hình mẫu, bốn cái lô đất, đây bốn tòa đất anh chị ha. Thì đây bên cạnh Nam đó là anh Lê Nguyên. Hay Lê Nguyễn, nhưng mà thông thường thì Nam hay đọc là Lê Nguyên ạ. Xin mời anh Lê Nguyên giới thiệu về cho khán giả biết là về bản thân với doanh nghiệp của anh ạ. Dạ vâng. Xin chào tất cả anh chị bạn, mình là Lê Nguyễn đây ạ. Mình là một kiến trúc sư và hôm nay mình rất là vinh hạnh luôn, rất là bất ngờ luôn là anh Nam Big City đã đến cái công trình của mình cùng tham quan và cùng chia sẻ lan tỏa cái giá trị này đến cho tất cả mọi người, tất cả anh chị đúng không ạ? Đây là một cái mô hình mà Lê Nguyễn lên ý tưởng là co-working space, những cái phòng studio để làm việc cho những công ty startup. Anh chị cùng Nam và Lê Nguyễn đi khám phá từng tầng nhé. Dạ, xin mời. Lễ tầng này cùng này. Hay đó. Quá. Rồi, cái game màu cũng rất là dễ chịu. Và toàn bộ cái không gian này sắp tới thì mình sẽ là một cái khu cà phê sắp. Đó, và toàn bộ những cái dãy vách tường này, những cái cột này thì mình sẽ để những cái kệ sắt, những cái văn phòng phẩm, những cái phụ kiện, rồi những cái phần mà mình làm cho cái office đó. Và toàn bộ những cái khu vực đây này, sẽ có rất là nhiều những cái dãy bàn để có thể ngồi vừa đọc sách vừa làm việc, nó như một cái cà phê vậy. Ôi hay quá, đúng là một không gian rất là mở và cảm thấy khi làm việc là cũng giống giống y mà đi cà phê ở ngoài. Xin mời chúng ta cùng lên cái tầng thứ hai. Bây giờ mình đến tầng thứ hai ha. Trong đây thì mình sẽ chia ra hai khu, một khu ở đây á là sẽ là khu cà phê, cũng là một khu cà phê luôn. Thì vừa là kết hợp cà phê, vừa kết hợp một cái khu hội thảo. Mình sẽ tổ chức các cái sự kiện nó nằm ở khu vực này. Bên cạnh đây là mình sẽ có một cái dãy máy bán hàng tự động luôn. Từ đây qua đây mình sẽ có một cái dãy máy bán hàng tự động. Thì các bạn uống cà phê chỉ cần vô đây tự phục vụ cho mình luôn. Và trong đây là mình sẽ có cái khu hội thảo. Đây là cái không gian và mình sẽ đặt cho thuê chỗ ngồi luôn. Những cái chỗ ngồi nó sẽ dao động cái chi phí là từ 2 triệu đến 3 triệu. Và khu vực trên đây thì mình sẽ chia ra các cái phòng nhỏ hơn để nó phù hợp với lại cái nhu cầu kinh doanh hoặc là mô hình. Thì ở đây là sẽ những căn phòng có thể là từ 10 bạn phòng, là một cái những cái công ty đó. Thì nếu mà công ty mình có những công ty lớn thì có thể thuê 2 phòng cùng một lúc vẫn được đó, hoặc là những công ty nhỏ đó, thì diện tích như thế này. Và ở giữa đây sẽ có một cái bộ sofa dài từ đây qua đây và như đây luôn đó. Thì cái văn phòng này vừa có chỗ làm việc và vừa có chỗ tiếp khách luôn. Ở đây có một điều mà Nam thấy cảm nhận được rất là về cái ánh sáng và khí tươi. Ở đây cảm thấy là số 1 về ánh sáng và khí tươi, rất là tiện lợi khi mà mình mở khung cửa sổ ra để hít những lấy những khí tươi khí trời. Mà mình rất muốn chia sẻ anh chị luôn là buổi sáng ta không cần phải bật đèn. Những cái văn phòng khác thì nó rất là ngột ngạt, mình vô mình phải bật đèn, phải rất là nhiều thứ và nó không có tạo sinh khí. Đây là một cái đồng hồ điện tử. Đây là đồng hồ điện tử nha. Thì mình chỉ cần bật lên một cái thì nó sẽ kết nối luôn cái điện thoại của mình và kết nối vào cái điện thoại người thuê luôn. Mình không cần phải đi ghi đồng hồ từng ngày, mỗi tháng phải đi ghi này nọ thứ rồi mình thông báo nữa. Đẹp quá. Đây một không gian. Xin chào. Đây là cái không gian của công ty của mình, Adico. Xin chào các bạn. Thì không gian ở đây thì mình làm một cái khu ở ngoài đây, đó là để cho anh em sinh hoạt, có thể ăn trưa, có thể mình buổi sáng mình ăn sáng mình cà phê ở đây được luôn. Văn phòng rất là bố trí rất là bài bản ha. Còn một phòng giám đốc bên kia đúng không? Toàn luôn. Thì đây là một cái phòng họp, không gian của phòng họp. Không gian phòng họp. Đây là phòng họp online. Đây là cái phòng mà mình chiến đấu. Online.
Cái rất là đặc biệt luôn thì cái chỗ này á, thì mình có một cái vách ngăn à, mình cần thiết mình sẽ đóng lại đó, mình đóng lại như vậy đó, thì ở đây nó sẽ trở thành một cái phòng họp độc lập luôn. Đây là một chuyến công tác của Nam thành phố Hồ Chí Minh để Nam khảo sát mở cái chi nhánh Big City Việt Nam tại Hồ Chí Minh, và hôm nay rất là vui, rất là tình cờ gặp bạn Lê Nguyễn, một kiến trúc sư và một cái doanh nghiệp về cái xây dựng. Bạn rất cũng có danh tiếng ở đây rồi, và hôm nay là đây là một cái tòa nhà điển hình cho bạn thiết kế decor, và đây là tên tòa nhà này có gồm 4 cái lô đất và được xây được 5 tầng, và tầng đây là tầng thượng và được thiết kế bởi một cái không gian riêng cho công ty bạn Lê Nguyễn. Mình cũng chia sẻ một cái thông điệp là khi cái mùa dịch nó xảy ra như vậy thì rất nhiều các anh doanh nghiệp đang rất là khó khăn trong việc thuê mặt bằng. Đó, do đó cái mô hình co-working này được khi mình đưa ra như vậy thì cái chi phí nó sẽ được xé nhỏ ra rất nhiều. Thì các bạn hoặc các anh chị nào mà chúng ta chỉ cần có 2-3 triệu thôi, chúng ta cũng thể có một cái nơi để chúng ta làm việc nó chỉnh chu, nó nghiêm túc và nó rất là thoải mái, đúng không? Và đi làm như đi uống cà phê. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn Lê Nguyễn rất nhiều, và cảm ơn anh chị em đã theo dõi cái kênh của Nguyễn Thế Nam cũng như kênh của Lê Nguyễn. Hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.